cả nước có 2,79 triệu lao động đang bị doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội từ một tháng trở lên, trong đó gần 213.400 người bị treo quyền lợi vì nợ khó thu hồi. Số đang bị nợ bảo hiểm xã hội chiếm 17,4% tổng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Việc chậm đóng diễn ra ở tất cả các loại hình doanh nghiệp với số tiền phải tính lãi hơn 13.000 tỷ đồng, chiếm 2,91% tổng số phải thu. So với năm 2021, tiền chậm đóng tính lãi tăng thêm hơn 660 tỷ đồng. Riêng tiền nợ khó thu hồi tại doanh nghiệp phá sản, giải thể, ngừng hoạt động, chủ bỏ trốn là trên 4.000 tỷ đồng. Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội với 3.660 tỷ đồng. Tiếp đến là thành phố Hồ Chí Minh hơn 3.400 tỷ, Hải Phòng 591 tỷ, Cà Mau 86 tỷ và Đắk Nông 44 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã kiến nghị Quốc hội sớm ban hành nghị quyết về xử lý nợ bảo hiểm xã hội với doanh nghiệp đã phá sản, giải thể, chờ giải thể. Các bộ ngành liên quan sớm chia sẻ thông tin dữ liệu doanh nghiệp từ khi thành lập tới lúc ngừng hoạt động để dễ quản lý người lao động tham gia bảo hiểm xã hội và thực thi đúng chính sách.